Giờ Huân đi lấy ít nước nhỉ? Nước. Hai không. Giao hữu cầu lông giữa câu lạc bộ Dân Sơ Bắc và câu lạc bộ Cầu Lông Hòa Bình. Phía gần màn hình là Tiến Hải, phía xa là Đạt Quyết. Chém cầu rất hay. 1-2. Quyết gọi mua cho cháu hai lớp nước. Gọi nhờ. Thế thôi chú Tư ơi, chú đi xe ra lấy cho anh hai lớp gì vai. Ơ cầu trong sân, điểm cho Đạt Quyết 3-2. Ba đều. Hả? Thiên về sức mạnh. Đập cầu tốt đến từ Đạt. 4-3. Tí nữa anh mới Linh gặp Thắng Toàn có cân. Ui giời. Cầu quá lặng đến từ Đạt tay to. 6-3. Đâu túi đây mà. Cái tức là cái lực của Đạt nó nhanh. Đọc giúp tỷ số nhé. Đọc giúp tỷ số. 6-10. Cầu tốt, điểm 11-6. Đổi điểm 7-11. Đổi điểm 12.
7. Điểm 13-7. Đổi điểm 8-13. Đi được. Đạt rồi đánh kinh quá. Điểm 4-8. Đỏ vãi. Điểm 5. Đổi vào điểm 9. Không, đánh 31. 95. Đổi sân, đổi điểm 16-9. Cầu tốt. Đổi điểm 10-16. Thua do sân thôi, yên tâm. Điểm 1-6. Thôi và anh lên quả nhẹ thế, non quá, đúng cái tay. 7-1. Bung mẹ phải cho Đạt nó đập nhỉ. Yeah. Đập. Tám, một. Phí thế. Chín, một. Ôi, chị chết. 20-11. Cầu tốt. 12-20. Đúng rồi. Đập sang trái đấy là chuẩn rồi. Các anh đánh chuẩn rồi. Quyết là yếu trái. 3-0. Chết. Họ bên này biết tìm điểm yếu, bên này mới là bên này tốt hơn. Đều người. 4-0. Đánh hay là đùa. Mười lăm, 20. Hay quá. Đổi điểm 21-15. Đây, Đạt 3 quả giúp rồi Đạt nhá. Nhớ đấy, đếm rồi đấy. 16-21. Phát giúp 3 quả rồi đấy.
kia rồi. À, tay Đạt còn phải lùi thủ nó đập mạnh. Hai sáu chết, thủ trái yếu là phạt chết. 72 hay quá. Đã. Bây giờ mới bắt đầu ép. 82 chốt, biết ngay là chốt rồi, cứ non là Đạt đập cho nhảy dây ấy. Kinh thật. Đổi điểm 38 xem có đánh không. Đánh được đúng không? 38 đánh cho em. Thế thôi mà không đánh. Anh ấy lấy cho em cả. Đạt lấy cho anh. Đúng rồi, lấy một vài quả lên đi. Đưa đây. 9 3 tốt đấy. Đéo chết rồi. Tốt nhỉ. Hay quá nhỉ. Tốt thế nhỉ. Hay thế nhỉ. Mất chân. Ai oanh thế. 0-3. Vô lý, hai người đều hơn. Để thua sâu. Chốt. Biết ngay là chết rồi. Lên tầm đấy thì khó đỡ Đạt. Cả anh Tiến sợ nó xoa. Đứng hơi cao. 4-0. Tốt. Sao không đánh được anh? Em phải ninh còn đánh được nữa là anh phải anh. Ôi, ngoài từ đâu rồi? Đánh. Anh Tiến quả ngoài nhiều quá rồi. Một năm. Câu ngoài. 2 năm. Mình ở nhìn 50-50 rồi. Không chẳng. Ui à. Ô. Ôi. Giao ở cầu đỡ rồi. Vẫn chết à. Lỡ. Đổi điểm 6-2. Chết rồi. Không ngắn đâu. Quả đấy dao không ngắn đâu. 36. Ngoài nhiều. 4 đây. Còn bên này đôi bên này chưa đánh ép. 46. Bên này đều hơn. Chết rồi. Vào tay Đạt đúng em đà xuống ao. Công đéo xuống, đéo chết được thế chứ này. Phải ném đá mới dễ chết. Anh Toàn ơi, nhìn đến 7:30 chưa? 7:30 chưa? Thế Ninh đánh thì tôi vào trong này. Tôi vào 7:40. Lại ngoài tiếng vẫn đánh tí tật. Đổi điểm 5-8.